Chào ở ta và ngày lây, nước câu là trên mục Sâm Ngọc Linh, Sâm tại Việt Nam, cái loại sống tại đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Sâm Ngọc Linh là gài dược liệu mỏ IAI, giá sâm mỏ cụ dế, gây chót chặt rịch trước bậc 10 ký. Sâm gây y giá mẹ bró của nỉ mỏ túc sâm, gây cung tay thảm hít. Bây y ngai ở yết tắc túc, mỏ ngai chụp lây, lò thật thà nên giết ngài túc. Bỏ mẹ ác chụp nỉ mỏ bró hệ thống vò chống ngài túc doanh nghiệp. Ở vườn sâm, khu nhóm vi pít bró giết chặt tổ tự quản vào ngành sâm, bài khỏi giả bró. Xã Trà Linh núi câu y rất nghiên phục bít sâm Ngọc Linh, bít sâm khỏi nót ngành sâm thầm nó đá. Rõ bà chụp khu công an kiểm lâm, ngành quốc chân trách tựa ngành chỗ sâm, ở đá chụp tu rất chặt tổ tự quản đồ vào ngành sâm. Mới sẽ tập buộc ở đá sẽ đang giác mươi tổ, vì chê gió ngành hiếc đập hi mươi gió phiên, tất mà gió lọ khu lạ chí lọ vươn mẹ vi nó suối lọ khu yết đồ vào rách xử lý. Thôn 3 xã Trà Linh là chia ra thành 12 nhóm hộ. Núi cầu ở tá ngành sâm Ngọc Linh rõ tiếu chót chia là tổ trưởng, thôn bi rõ hết nhóm bộ trực, đặt khi bi ngay, đặt măng mệt dầu ngay, vì đổi ca đồ vào ngăn chặt sâm và bay yên bộ túc. Khỏi mắc trộm. Dưới câu vi túc sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My ghê lọ hết, từng nơi khỏi y chặt công an chính quy liếc lò xã, mẹ khuôn ni mò túc sâm ghê khỏi ý, công an khỏi rõ chụp tỏ ly khuôn rất ngay túc sâm. Núi câu ở xã Trà Linh, công an xã vi khỏi thầm rõ từ bọn ni chặt địa bàn, ngăn khu ngài ít chặt tiền án tiền sự. A mế rõ chụp khu tự quản, đố chỗ ở đá vi ngăn, chỗ chặt xâm, gây tại tài sản đã ở đá. Công an xã Trà Linh đang quản lý. Núi câu công an xã Trà Linh đẩy ngăn mới sinh dầu ngài tu nào thả lít, khu nì mà túc xâm gây nôn ở ló tài hít, xâm giả tài y, ló lọ chó, rõ ảnh hưởng, bay đeo lò lò lót xâm Ngọc Linh ở bắc xã. Khu vân sâm giả bít chụp lắc, nấu y ngày túc, nị mò đắc ngăn, rút ngày túc mẹ ghê nọ áp. Ở huyện Nam Trà My, lọ khu doanh nghiệp mẹ y hơn 10.000 bãi rịt bốc ở Nam Trà My, giả bít 10.000 dầu rịt hecta. Tiểu cho phương thức mò ngăn ta đốt nát, tia bró gró trông, mẹ đi khu nị bốc mò bít, khỏi giả bró chặt rào điện tử, ghê hiện đại đồ vào ngành sâm. Mẹ ai nhờ y chặt công an, mẹ nị túc đốt sâm Ngọc Linh ghê khỏi ý á đã nát. Xã ghe tiêu ơi cách rộng, đắp ngay công an bró mễ ghe hơi mỏng, nhờ tổ câu và bró mà giả đảm bảo chặt an ninh trật tự, giả ngăn, chặt nắp ninh tá. Các ngành, các địa phương đều cũng phải vô cục. Khu ngành khu lung câu tại mút là chụp riêng, chụp ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, đối với và tăng cường chặt công tác viên ngành, giám sát bẻ bró tê ly, hoặc AV đặt xử lý bró tê ly đồ võ nghiêm, đội giải dứ chặt an ninh trật tự ẩm khu ngành bró xâm, bài thương hiệu lót xâm Ngọc Linh Bắc Lung tại tỉnh Quảng Nam. Ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thêm mây măng ngành trực ở chốt xâm đã ở tá thôn Pi xã Trà Linh, lót ní một ngành lót xâm Ngọc Linh. Khu tổ vi tự quản ta câu ỏi lò mắt ta khu kiểm lâm chụp nị ngành chỗ lắc. Khu ngài gỗ lắc chỗ lắc an nơi giả bít chặt xâm. Đắc mang ỏi ngốc Ngọc Linh, tắc khỏi y cài báo mẹ ghé phá chặt hồn nâu mà đầy bay click ta gúc ri. Khu ngài bếp xâm vì giặt đất lò lắc, vào ngăn và bró chặt lại vật liệu quý ta làn ngăn ta lò quốc bảo, xâm Ngọc Linh gai ta quốc gia. Trên mục Sâm Ngọc Linh, Sâm tại Việt Nam, cho chặt đài phát thanh truyền hình Quảng Nam, bảy ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My rõ lọ cho cô khởi tí, mê hút nợ yết ở đã biết nợ rắp tì bảo môi.